Thưa quý vị, hôm nay nắng nóng sẽ tiếp tục bao phủ ở nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đó, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn là khu vực nóng nhất. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 38 độ C. Riêng khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài trong nhiều ngày tới, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.